Hôm nay cùng tô bức tranh này với mình nhá. Đầu tiên mình sẽ tô mái tóc màu nâu. Hôm nay mình sẽ tô màu hồng. Mình sẽ tô quả nơ này màu cam. Bên áo này mình sẽ tô màu xanh. Trong này mình sẽ tô màu xanh đậm. Quần mình cũng sẽ tô màu xanh. Sừng với cả mũ chân mình sẽ tô màu xám, màu nghi. Vậy là mình đã tô xong rồi, hẹn các bạn ở video tiếp theo nhé.